kim chi bắp chuối mọi người đã thử bao giờ chưa? Nếu chưa thì bữa nay cùng Lộc làm rồi nấu bữa cơm hai món với kim chi luôn hen. Luống cải thảo của nhà Lộc bữa nay mới có bay lớn, chắc cả tháng nữa mới cuộn chặt và đem muối kim chi được. Mà không có bắp cải thì mình có thể dùng bắp chuối để làm kim chi, ăn thử xem như thế nào. Bắp chuối thì mùa nào cũng có nên cũng được dùng làm nhiều món ăn. Có bắp chuối rồi thì Lộc sẽ hái thêm vài cọng hành lá, cắt thêm một ít hẹ và củ gừng là về làm kim chi được. Trước tiên thì Lộc sẽ đi chế biến nguyên liệu trước cái đã. Bắp chuối thì Lộc sẽ chẻ làm tư như cải thảo rồi đem đi luộc chín. Làm kim chi cơ bản thì vẫn phải có hẹ, cà rốt, hành lá, hành tây cho nó thơm và được bắt mắt. Bắp chuối luộc chín rồi thì Lộc sẽ rửa sạch để một tí có thể trộn với nước sốt. Phần nướng sốt kim chi thì Lộc sẽ dùng một quả lê, mấy củ tỏi, vài củ gừng đem đi xay nhuyễn. Giờ thì Lộc sẽ cho phần bột khuấy chín ra để nguội, nước lê xay và một chút nước mắm. Công đoạn cho nước sốt vào muối với bắp chuối cũng giống như là cải thảo, vết nước sốt vào từng kẽ cho kim chi thấm đều. Sau 2 ngày, kim chi bắp chuối cũng đã chua ngon, Lộc ra vườn hái thêm một ít tỏi tươi, rồi ré ao lấy thêm mấy con cá về nấu bữa trưa. Món đầu tiên Lộc sẽ nấu là canh chua kim chi, món này cũng dễ nấu dễ ăn mà nguyên liệu cũng đơn giản. Hành tỏi phi thơm thì mình sẽ xo sách bò và lá tỏi tươi vào xào sơ qua rồi cho nước dùng và nấu chín. Trong lúc hầm canh thì Lộc sẽ đi chiên giòn mấy con cá. Cá này là cá nheo và cá chê mà hôm trước Lộc đặt đó được. Quay qua thì nồi canh cũng đã sôi, Lộc sẽ cho thêm một đĩa kim chi vào. Cá tươi chiên xong nhìn thôi cũng đã đói bụng rồi. Mấy món chiên như này thì phải chấm cùng với lại tương ớt thì mới đúng bài. Mẹ ơi, đang ăn cơm nè. Trong rọ còn được mấy con cá nheo với mấy con cá chê. Chiên giòn còn mẹ ăn. Cá chiên giòn mà chấm với tương ớt, vị ngọt của cá quyện với vị cay cũng đưa cơm lắm. Phần canh kim chi bắp chuối thì nóng hổi chua chua cay cay, ăn trong mấy ngày giao mùa thì cũng hết bài. Giờ thầy Lộc mời mọi người cùng thưởng thức với hai mẹ con Lộc luôn nha.